Rồi, xá đồ chơi anh em ơi. Mới bán được mớ đài kia rồi. Bây giờ kiếm đồ rẻ rẻ cho anh em chơi nha. Để coi bây giờ kiếm cái gì nữa. Đài, đài anh em có chơi hay không rồi. Zalo trước đi anh em ơi. Chúng ta mà đang nghe cặp này nha anh em. Cái cặp đồng trục nha. Bát 40. Cặp này nhanh luôn nha. 4 triệu. Hai con 4 triệu luôn. Này bán nhiêu? 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Là con hát này. Hai con này giờ tính nhiều rồi anh em. Con này 3 motor luôn nha. Lẹ luôn, bán đại cho rồng chỗ anh em ơi. Con này 2 con 3 tính anh em nhiều rồi ta. Hai con mão luôn nha. Không, sống chứ sao mão anh em. Con này chưa chạy thôi, con này còn chạy hát này. Hai con 7 triệu rưỡi luôn. Lẹ luôn. Tên like nha. Còn anh em nào chơi bữa khác thì giá khác. Con này cũng chưa test luôn này. Con này xe 3 này. Con này anh em cầm thì test nha. Nếu mà test thì con này là hát ngon lành đó. Con này xích tereo luôn nha. Xe 3 đứt gì luôn. 4 triệu. Còn mão phải không? Mão 3 triệu 7. Ủa hơn này 4 triệu luôn nè. Con này mất đến mũi rồi nè. Con này hát tốt nha. Con này là cũng... cái gì quên mất tiêu rồi. Xích tereo luôn nha. Hàng đất luôn. Con này 3 triệu này, mâm thang có công suất của Philip. Đó, cứ gặp gặp con nào thì chơi con đó thôi nè. Đó. Thử mình coi thử kiếm mấy con nhỏ nhỏ nha. Mấy con này mới bán rồi anh em ơi. Mình kêu nha, là mình trên like là mình báo con nào là giá đó, nhưng mà tình trạng là mình sẽ quay cho anh em coi luôn. Coi thử còn con nào nữa ta. Là telephuken. Con này anh em test luôn nha. Nếu test mà hát, test hát đàng hoàng nha. Thiếu một nốt này nè. 2 triệu rưỡi. Đây con đầu Goodin này. Con này sản xuất tại Đức luôn. Cũng nặng lắm này. CF 5001 còn con này nè. Con này 2 triệu nha. Con này sống thôi cho nó chưa chạy. Con này đã game điện rồi. Rồi ở đây mình có cái bộ combo 3 trong 1 âm ly. Mâm thang, âm ly cassette với radio. 3 triệu. Thằng Đức ở đây có con Marantz Super Code này anh em. Con này ly đài 4 sò sét nha, hát ngon lành nha. Con này giờ bán nhiêu rồi ta? 3 triệu rưỡi đồ anh em. Anh em thấy cái con nào thích thì cứ trả giá nha. Mình chủ yếu kiếm độ thôi anh em. Rồi, con này luôn. Con này 2 triệu 7 nha, hàng Mỹ vậy nha anh em. Ở đây có con Sony đây, Sony là sản xuất tại Pháp hay là Hungary, hát tốt nha. Con này 1 triệu rưỡi. Còn mấy con size lớn lớn này. Ở đây có con súp Yamaha 2 triệu hát tốt luôn nha. Dạo dạo chứ. Con này của Đức luôn nha anh em. Con này nó bị cắt mất cái dây rồi. Anh em con này phải cầu lại cái dây. Ở đây có con bom bóc này hát tốt nha. Bán bà đã luôn. 1 triệu luôn anh em. Cho lẹ đây có video gửi cho anh em cho. Ông kia ông hối mà sao chuyển khoản rồi liền hèn lâu quốc đại luôn. Lập này 1 triệu luôn nha. Hình như là 32 cần hả anh em. Rồi ok anh em nha. Video nó cứ nhiêu ra là hết anh em. 3 phút mấy rồi. Bên cối là từ 400 ngàn nha. Tới 1 triệu nha anh em. Bao nghe bao đổi đừng có đứt sợi được nha. Bị cái gì thì đổi lại cái khác nha anh em. Rồi anh em nào chơi cứ Zalo số này anh em, cần đồ rẻ cứ nhắn mình là có tất cả nha anh em ơi. Mấy trăm ngàn cũng có luôn nha anh em. Rồi ok anh em nha.